Người lính Mỹ này đang phải đối mặt với một nguy hiểm cực kỳ lớn, đó là đối đầu với một tay súng thiện xạ, với thành tích không tưởng, chỉ với 30 giây có thể bắn hạ được 8 người. Tình thế của anh lúc này có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, giữa sa mạc mênh mông thời tiết có thể lên tới 50 độ C, chân thì bị bắn trọng thương, mọi liên lạc cứu viện đều bị cắt đứt. Liệu anh ấy có thể chiến thắng được trong cuộc chiến một mất một còn này? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim với mình nha! Dưới cái nắng nóng, một đội bắn tỉa đã mai phục ở đây 20 tiếng đồng hồ. Họ nhận lệnh tìm kiếm một tay súng bắn tỉa Iraq ở đây. Thế nhưng đã 20 tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Xạ thủ John Cena phàn nàn rằng có lẽ đối phương đã rời đi từ lâu rồi. Nếu không thì 20 tiếng rồi mà không xuất hiện. Trừ phi đối phương là một cao thủ đẳng cấp. Lính quan sát Taylor nhìn thấy một người chết, 6 công nhân vận chuyển dầu, 2 binh lính đều bị giết. Có nghĩa là đối phương ra tay rất nhanh. Càng tàn nhẫn hơn là tất cả mọi người đều chưa kịp tìm chỗ ẩn nấp thì đã bị bắn chết, giết liên tiếp 8 người không chừa một ai. Đây quả thực là một cao thủ, 30 giây mà bắn chết 8 người sao? Không thể nào, nhất định là một tiểu đội đột kích gây ra, nơi này không hề có xạ thủ. Hai người vừa thả lỏng, xạ thủ John Cena lập tức đứng dậy, nóng như lửa đốt vậy, kẻ ngốc mới ở lại đây. Anh chuẩn bị đi xuống lấy bộ đàm của người chết và rời khỏi đây. John Cena xuống dưới thăm dò, Taylor chuẩn bị sẵn súng trường tự động phụ trách yểm hộ. Đối diện họ có một bức tường bị chia làm đôi, xạ thủ John Cena chuẩn bị qua đó xem. Mà lúc này kính viễn vọng của Taylor đột nhiên bị mờ. John Cena đi tới bãi đất trống rộng rãi, kiểm tra từng thi thể một thì phát hiện có gì đó không ổn. Những người này đều bị giết bằng súng trường bắn tỉa, quả nhiên có xạ thủ quanh đây. Taylor bảo John Cena mau chóng rời khỏi. John Cena đột nhiên bị bắn trúng phần bụng, hét thảm thiết. Taylor chộp lấy súng và nhanh chóng lao xuống. Đối phương bắt đầu nổ súng. Taylor luồn trái lách phải tránh đạn, nhưng anh ấy đang ở trên bãi đất trống, bị xạ thủ theo dõi thì dù chạy hình chữ S hay hình chữ B cũng không khác gì. Taylor nhanh chóng bị bắn trúng đùi, hai người, một người thì nằm trên đất, một người bị bắn trúng đùi. Taylor nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, chạy về phía bức tường kia. Taylor thoát khỏi cái chết vô cùng lo sợ, cuối cùng cũng được an toàn một chút. Anh vội quan sát tình hình của John Cena ở đằng xa. Phần bụng của John Cena trúng đạn, nằm trên đất lăn lộn cầu xin Taylor giúp đỡ. Taylor sợ hãi không dám ló đầu ra. John Cena nói với anh lập tức tìm bộ đàm và liên lạc với cứu trợ. Taylor đau đớn băng bó vết thương đơn giản rồi bắt đầu liên lạc với cấp trên. Nhưng dây điện thoại bị đứt, điện thoại bị bắn hỏng. Đây là cao thủ đẳng cấp, lại còn vô cùng gian xảo. John Cena cực kỳ tức giận, hỏi Taylor có tìm được xạ thủ không? Chỉ cần tìm được thì anh ấy có thể bắn chết hắn. Taylor vội khuyên ngăn, không được di chuyển, hắn sẽ bắn chết anh trước khi anh sờ được súng. John Cena chẳng thèm để ý, bảo Taylor lập tức ước tính khoảng cách, âm thanh trì hoãn nổ súng. Taylor đành làm theo, nhưng phần đùi bị trúng đạn, di chuyển vô cùng khó khăn. Anh với lấy kính viễn vọng và bắt đầu tìm một nơi thích hợp để quan sát. Bức tường cực kỳ mỏng manh, va nhẹ vào sẽ đổ sụp xuống, cho nên Taylor cực kỳ cẩn thận rút từng viên gạch xuống. Anh dùng ngón cái thò vào khe hở, sau đó dùng dao găm, cuối cùng sắp thành công rồi. Nhưng dù sao cũng có lỗ để quan sát, mà John Cena lúc này đã không lên tiếng nữa. Taylor biết rằng John Cena có thể không ổn rồi, anh bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình. Anh buộc phải lấy viên đạn trong đùi ra, anh cắn chặt răng rồi gắp viên đạn ra, nhưng anh ấy không thể dừng, buộc phải nhanh chóng băng lại vết thương. Cơn đau đớn khiến anh ngất đi. Không biết trôi qua bao lâu, bộ đàm có cuộc gọi đến. Taylor tỉnh lại, liên lạc lại, anh nghe thấy không? Xin cứu viện, đồng đội hy sinh, nơi này có xạ thủ. Trong quá trình chờ đợi, Taylor rất nhàm chán tiếp tục liên lạc. Đối phương nói với anh, không được ra khỏi phạm vi tín hiệu. Không được ra khỏi phạm vi tín hiệu, lẽ nào đối phương ở rất gần mình? Đối phương tiếp tục nói chuyện, xác nhận thân phận. Taylor báo cáo tên và số hiệu của mình, tiểu đội S33, biệt đội Alpha 51. Đối phương xác nhận, trực thăng rất nhanh sẽ đến. Taylor nhân cơ hội quan sát viên đạn, đạn NATO 7,62mm. Đây là một đối thủ có trang bị cấp cao. Taylor lập tức hỏi cấp trên có thể cử máy bay không người lái, nhưng đối phương yêu cầu cung cấp mã xác nhận. Mã xác nhận, Taylor lập tức cảnh giác. Anh là ai? Đối phương là thượng tá, có mã xác nhận thì sẽ cử trực thăng và đội y tế đến. Taylor đành lựa chọn tin tưởng, nhưng trước đó anh có thể giương cờ hoặc bắn lên trời để tôi biết vị trí của anh không? Nhưng như thế sẽ bị lộ. Taylor do dự, lập tức cảnh giác. Giọng nói của anh không phải là người Mỹ. Đối phương vui vẻ, xem ra anh rất thông minh, trốn ở sau tường cảm thấy như nào? Đối phương tiếp tục hỏi, bạn anh chết rồi sao? Taylor vội vàng sửa bộ đàm, bây giờ chỉ có điện thoại mới cứu được anh, nhưng lại không có tín hiệu. Đối phương vẫn đang hỏi, tôi cần đưa súng cho bạn anh tiếp không? Nếu tôi đánh vào mặt anh ta, tang lễ có phải rất xấu không? Đối phương hoàn toàn ở phía có lợi. Taylor vừa nói chuyện, vừa quan sát, anh muốn tìm ra tên đang nấp trong chỗ tối này. Anh bắt đầu ước tính góc độ và khoảng cách khoảng 1.500m, sau đó anh vẽ ra vị trí bức bức tường và chỗ ẩn nấp trên mặt đất, dùng tam giác để đo vị trí của đối thủ và chuẩn bị cho cuộc phản kích. Đối phương là người Iraq, Taylor đoán người này từng được huấn luyện ở trong quân đội Mỹ. Chúng tôi huấn luyện giúp bạn xây dựng đường ống dẫn dầu, phát triển kinh tế. Các anh lại đâm sau lưng chúng tôi. Đối phương rất tức giận nhưng không muốn phản bác, tiếp tục dùng lời nói kích thích Taylor. Đối phương bảo Taylor tiếp tục nói chuyện, nếu không bắn nát mặt của John Cena. Taylor phát hiện một thi thể binh lính chết ở bức tường đối diện lại có bộ đàm. Quá tốt rồi, anh vừa đối phó với đối thủ, vừa nghĩ cách lấy bộ đàm, nhưng xa quá, lộ đầu ra là chết. Đối phương tiếp tục hỏi Taylor, anh khát không chịu được. Anh phát hiện ngay cả bình nước cũng bị đối thủ bắn vỡ. Đối thủ tiếp tục nói chuyện, hơn nữa nói rằng mình đã hiểu rõ hơn về Taylor rồi. Anh bị mất nước à? Không sao, tôi cố ý bắn vào bình nước, còn cả bộ đàm và đầu gối của anh. Bây giờ chắc anh đang băng bó vết thương và ngồi trên cát nhỉ, mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt. Taylor vô cùng tức giận, cầm súng trường muốn liều mạng. Không sai, tức giận rồi, càng tức giận thì đối thủ càng thích. Taylor hỏi đối phương đang ở đâu, có phải muốn đi vòng qua sau bức tường không? Đây là bức tường trường học địa phương của họ, không phải các người muốn phá bức tường này để xây đường ống dẫn dầu sao? Bây giờ lại sợ nó đổ sao? Taylor mặc kệ hắn ta, bắt đầu ước tính số lượng đạn của đối thủ, sau đó quan sát vị trí, tìm kiếm nơi ẩn náu có khả năng nhất. Taylor quan sát vài lượt thì phát hiện đống rác ở đối diện là chỗ ẩn nấp khả nghi nhất. Hai người tiếp tục nói chuyện, Taylor nói đối thủ là phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố sao? Các anh dẫm lên vùng đất của người khác, phá nổ trường học của người khác, rốt cuộc ai mới là kẻ xấu? Taylor tiếp tục quan sát, lẽ nào đối thủ thật sự ở trong đống rác? Không thể nào, trừ phi hắn là cao thủ. Ôi Taylor ơi, đến lúc này rồi còn không chấp nhận thực lực của đối thủ sao? Lẽ nào đối phương là xạ thủ thần bí bắn chết 35 lính Mỹ ở trong truyền thuyết sao? Taylor cực kỳ tức giận, chúng tôi dạy anh cách bắn tỉa, anh lại bắn lại chúng tôi. Đối thủ nói rằng mình sẽ rạch mặt Taylor sau đó khoét mắt. Taylor nói, vậy anh nổ súng đi. Nói đến việc nổ súng, anh nhanh nhẹn cởi áo và mũ ra. Ok, lộ chút sơ hở đi, nhưng hành động quá vụng về khiến đối phương bật cười. Kế hoạch thất bại khiến Taylor muốn tự sát nhưng lại không có dũng khí đó. Anh đành bò ở dưới đất cam chịu, mà lúc này gió lớn nổi lên cuốn cát bụi dày đặc khiến Taylor nhìn thấy hy vọng. Bây giờ có thể đi lấy bộ đàm rồi. Anh nhanh chóng lợi dụng gió cắt đến cạnh bộ đàm, sau khi lấy được bộ đàm và nước thì nhanh chóng trở về. Đối thủ trực tiếp nổ súng công kích, Taylor bò nhanh về phía trước, bức tường bị đạn bắn trúng sắp đổ sụp, Taylor vội tránh, cuối cùng đến sau bức tường an toàn. Lần này tim Taylor sắp bắn ra ngoài rồi, anh vội vã uống nước, đối thủ tiếp tục nổ súng, bức tường đang sụp đổ nhiều hơn, mà Taylor phát hiện bộ đàm dường như không hoạt động, càng tuyệt vọng là kính viễn vọng cũng bị bắn hỏng vì vừa nãy. Bây giờ tình thế càng bị động hơn, đối thủ vô cùng đắc ý, bắt đầu đọc thơ, bài thơ cho người chết của Alan Poe. Lúc này Taylor dường như nghe thấy tiếng gì đó, là John Cena, anh ấy tỉnh rồi. Taylor vô cùng vui vẻ, nói với John Cena, hướng 12 giờ, 1500m đến 1550m. John Cena cẩn thận di chuyển cơ thể với lấy súng bắn tỉa. Đối thủ tiếp tục đọc thơ, còn khoe mình là giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng lửa đạn đã phá hủy trường học của anh ta. Cát bụi rất lớn, John Cena cuối cùng lấy được súng nhờ tầm nhìn hạn chế của đối thủ, còn đối phương vẫn hoàn toàn không phát hiện ra John Cena đã tỉnh lại. John Cena khó khăn lật người đỡ giá súng bắn tỉa. Taylor vô cùng kích động, kết quả quên tắt bộ đàm vừa hay bị đối thủ nghe thấy. Anh đang nói chuyện với ai? Hắn nhanh chóng thăm dò xung quanh, Taylor cảm thấy không ổn liền bắn lên trời phân tán sự chú ý của đối thủ và hét lớn. Hắn ở bên kia, nhanh! John Cena bắn liên tiếp 4 phát đạn, bắn trúng không? Anh vẫn chưa trả lời lại thì bị bắn vào bả vai. John Cena lại bị thương, Taylor cầu xin đối thủ tha mạng cho John Cena. John Cena khó khăn bò tới bức tường, anh sắp đến rồi, nhanh chút, mau đến chỗ tôi. Lần này thì bắn vào mặt thật rồi, Taylor khóc rồi, tôi muốn về nhà. Đối thủ nói, vậy anh đi đi. Taylor khóc lóc nói, anh sẽ bắn tôi. Đối thủ lại nói, Taylor căn bản không muốn về nhà. Taylor không giải thích vì sao, nếu anh về nhà thì chiến tranh Iraq sẽ kết thúc sớm. Vì sao anh còn ở lại đây? Taylor bị hỏi, anh không biết trả lời như nào. Chiến tranh kết thúc, vì sao các anh vẫn ở trên lãnh thổ của chúng tôi? Đối thủ không nói nữa, rất lâu không lên tiếng. Taylor không khóc nữa, anh cảm thấy có gì không ổn. Anh vội trở lại sau tường, thử lại bộ đàm. Anh lắp linh kiện hai bộ đàm lại với nhau. Lần này có phản ứng rồi, âm thanh của bộ chỉ huy cuối cùng vang lên, nhưng đối phương cũng có tín hiệu. Còn chưa đợi Taylor lên tiếng thì đã cướp lời nói trước. mọi chuyện bình thường, cử mấy người đến đón chúng tôi là được. Hóa ra, xạ thủ vẫn luôn giả danh bọn họ. Sau khi hắn giết công nhân, giả làm công nhân đội bảo vệ đến. Sau khi giết đội bảo vệ lại giả danh đội bảo vệ gọi tiểu đội xạ thủ Taylor đến. Taylor quá mệt rồi, anh ngủ rất lâu, trời sắp tối rồi, hoàng hôn buông xuống. Taylor tỉnh lại, cho dù có đến đón bọn họ thì đã đến đón sớm rồi. Xạ thủ, anh dám nổ súng không? Nổ súng thì sẽ bị lộ, những người khác sẽ tìm đến anh. Đối thủ không lên tiếng, Taylor nghĩ ra gì đó. Anh vội dùng dây thừng buộc vào thanh gỗ để kéo súng trường của John Cena lại, đợi đội cứu viện tới. Đối thủ tuyệt đối không dám nổ súng. Thành công rồi, Taylor đã lấy được súng. Từ bây giờ bắt đầu phản kích, trực thăng đến rồi. Chính lúc này, Taylor đẩy mạnh bức tường, sau đó nhanh chóng bỏ lên ngắm chuẩn vị trí đống rác đối diện. Đối thủ nổ súng, tia lửa lóe lên. Ngay lúc này, đối phương không lên tiếng. Taylor cũng không dám tin, anh đứng thẳng dậy. Taylor đang đứng như tượng dưới ánh hoàng hôn. Trực thăng nhanh chóng bay đến, cánh quạt máy bay quay thổi gây ra khói bụi xung quanh. Taylor rơm rớm nước mắt, mọi người khiêng anh lên cáng. Trải qua một ngày sinh tử, anh ấy đã quá mệt rồi, trái tim thấp thỏm cũng vơi bớt rồi. Trực thăng rời đi, một đồng đội đột nhiên bị tấn công, hắn ở trong đống rác. Trực thăng hoàn toàn mất đi kiểm soát. Taylor hét to, hắn ở trong đống rác. Cái gì? Máy bay vội vàng hạ cánh, một tiếng nổ vang lên, mọi thứ kết thúc rồi. Trực thăng biến thành một đống phế thải. Trụ sở chính bắt đầu hỏi, Doug Liman, xảy ra chuyện gì vậy? Xạ thủ trả lời, tất cả đều bình thường. Kết thúc, xạ thủ vẫn đang đợi ở đây chờ binh lính mới đến tiếp. Bộ phim kết thúc, xem đến cuối cùng mới phát hiện chúng ta nhận nhầm nhân vật chính rồi. Cái người trốn ở đống rác mới là nhân vật chính. Xem hết cả bộ phim mới biết, cái gì mà không phải kẻ địch quá thông minh mà do mình quá ngu dốt, cứ sống chết không thừa nhận thực lực của đối thủ. Rõ ràng biết đối thủ đã bắn chết 8 người, dường như đều bắn vào đầu. Hơn nữa toàn bộ đều bị đối thủ giết, trong khi đối thủ thậm chí còn không tìm được chỗ ẩn nấp, lại cứ khăng khăng lừa dối mình rằng không thể có xạ thủ. Dù sao mình đã quan sát 20 tiếng rồi vẫn không phát hiện có người. Lẽ nào đối thủ bắn súng quá chuẩn sao? Ngụy trang kỹ thuật và sức nhẫn nại giỏi thế sao? Trừ phi là cao thủ. Sau đó đi xuống đi dạo. Sau khi xạ thủ điểm danh đến thì người quan sát lại không ở vị trí của mình ứng chiến, trực tiếp chạy đến vùng đất trống. Sau khi cả hai đều bị điểm danh thì trốn sau bức tường. Khó khăn lắm mới phát hiện vị trí của đối thủ. Còn đang nghĩ lẽ nào đối thủ thật sự trốn trong đống rác sao? Không phải chứ, trừ khi là cao thủ thật sự. Phải biết rằng đến lúc này anh đã bị bắn gãy chân rồi. Đồng đội bị bắn đến choáng váng, anh vẫn còn nói ra được câu này. Mà phần hay nhất là phần cuối bộ phim, trực thăng mang pháo 20mm đến vẫn bị giết hết sạch, thật là quá đỉnh luôn. Ông anh cứ nằm đó hét, hắn ở đống rác, hắn ở đống rác. Địch lính cứu viện vừa mới tới, ai biết được tình hình chỗ anh chứ? Ai ở trong đống rác? Hắn là ai? Trong đống rác có gì? Nói thêm mấy câu thì sẽ chết sao? Trực tiếp nói có xạ thủ ở trong đống rác đi. Phi công nghe thấy thì sẽ chuẩn bị pháo 20mm, thực sự không được thì cho nổ đi. Nghèo thì bố trí chiến thuật, giàu thì đánh bom bừa bãi. Xạ thủ có một loạt dây pháo cũng thú nhận rồi. Anh chàng này vẫn không thẳng thắn. Đương nhiên, một bộ phim phản ánh về chiến tranh Iraq, bề ngoài thì là dưới góc nhìn của Taylor và John Cena, thực tế là nếu từ góc nhìn của xạ thủ bí ẩn thì phản ánh cuộc chiến tranh này. Xạ thủ chưa từng lộ mặt mới là nhân vật chính. Anh ta yêu văn học, yêu thơ ca, là một giáo viên. Trường học bị bắn hủy, cuối cùng dùng kỹ thuật xạ thủ mà đối thủ dạy anh ta để đối phó lại đối thủ. Mà càng trớ trêu thay, kẻ thù thực sự đang ẩn úp trong đống đổ nát của một trường học, sợ hãi không dám xuất hiện, bức tường mà họ ngày đêm suy nghĩ đến và muốn phá bỏ. Đây là nội dung của bộ phim The Wall. Ok, bên trên là toàn bộ nội dung của video hôm nay. Theo dõi tôi sẽ mang đến nhiều bộ phim kinh điển cho bạn.